là mục đích đấy. Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm tổ chức xét nghiệm test nhanh cho công dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có liên quan đến công tác buôn bán hoa ở tại các khu chợ như Quảng An, khu chợ Đầu Mối Minh Khai, khu chợ Tây Tịnh. Hiện nay chúng tôi đang và đã làm được xét nghiệm cho 262 trường hợp vào ngày hôm qua, và đến ngày hôm nay thì được 140 trường hợp. Các công dân vẫn đang tiếp tục chúng tôi làm xét nghiệm. Dự kiến là trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm xét nghiệm cho hết 400 công dân của quận Bắc Từ Liêm tại điểm xét nghiệm lưu động ở Phú Diễn. Công dân được lấy mẫu xét nghiệm thì tập trung là phường Tây Tịnh là chính, trên 200 mẫu, còn đâu là giải rác ở các phường khác, nhiều nhất là phường Tây Tịnh. Nay thì kết quả trả lời cho các công dân thì đã lấy mẫu, chúng tôi chưa ghi nhận cái trường hợp nào nghi ngờ hoặc là dương tính, kết quả hoàn toàn vẫn là âm tính. Đây cũng là một cái điều đáng mừng cho quận Bắc Từ Liêm.